Hà Nội, một phụ nữ suýt tử vong vì uống cà phê giảm cân siêu tốc. Thông tin một phụ nữ suýt tử vong vì uống cà phê giảm cân gây xôn xao dư luận. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, đơn vị này đã tiếp nhận một phụ nữ 37 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị tổn thương não. May mắn do cấp cứu kịp thời nên hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho hay vẫn chưa thể khẳng định được bệnh nhân có di chứng nào hay không bởi còn phải có thêm thời gian để xác định. Hồi phục sau khi suýt chạm cửa tử, nữ bệnh nhân kể lại, do cơ thể tăng cân nhanh, sau khi sinh đứa con thứ ba, chị được bạn cùng công ty giới thiệu một loại cà phê giảm cân rất hiệu quả, uống một tuần có thể giảm được 4kg. Chị đã mua một hộp 30 gói với giá 550.000 đồng, mỗi buổi sáng uống một gói. Ban đầu cảm giác uống cà phê thơm ngon như bình thường, xong tới ngày thứ tư, sau uống 15 phút, chị có cảm giác khó thở, lạnh toát và hão nước. Thân nhiệt chị hạ thấp đột ngột, phải bật quạt sưởi và đắp chăn bông vẫn thấy lạnh, thấy tình trạng bất ổn nên chị được gia đình đưa đi cấp cứu. Bệnh viện Bạch Mai đã gửi mẫu cà phê mà bệnh nhân sử dụng tới viện pháp y. Kết quả cho thấy, sản phẩm có chứa sibutramine, một chất cấm nguy hiểm đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng này nguy hiểm tới sức khỏe của người dùng.